Hello everyone. We start our things. Hello, suốt đây tổng ốc này. Dương chắp đám nở cao rồi bỏ dương. Tiếp bày mà. Present perfect tense. Formula. Rút bộ môn, formula. Number one, positive form, tùm rung, short. Present perfect tense, cứ miên tùm rung, short. Protein, bốc trên môi nâng, has, rồi có have, bốc nâng, been, bốc adjective, rồi có preposition. Hai rồi có bốc trên môi nâng, participle. Participle, cứ kể ra sắc tung tí bầy. Chúng mình prap nơi bê kháng kào mình. Kể sắc tung tí bầy. Example, dừng mơ. I have been to London. I have been to London. Chúng mình bán từ lên trong London. Nên là dừng bán rủi hai, dừng mặt đẹp với nhạc. Nên kể prap biết là I have been to London. She has studied English for 4 years. Niên ban riêng thì sao ông lấy ở dạy bế bốn chân nằm. They have been happy. Bộ kế sắp bài rí, rí rí. Nhi chia tùm rung sọp, nhi chia tùm rung sọp, bằng hai bí tùm rung sọp, positive form. Yeah, just three examples for you. Còn tại bấy, ủng tùy hoa xâm rạp. Nghĩa tổng ốc nìa. Đã lời dân châu mà đó, tùm rốn bạc để xài. Cứ negative form. Start number 2, negative form. Let's start negative form. Đã lời dân chắp đám, nơi tùm rốn bạc để xài. Tùm rốn bạc để xài, dân miên protein. Bốc chỉ môi nắng hasn't, haven't, has not, have not. Bốc chỉ môi been, bốc chỉ môi adjective, rứ có preposition. Bốc chỉ môi nắng participle, kẻ sạc tung thì bày. Bốc chơi chơi tới. Tùm rung bạc thì xa hát, cơm tại khó khăn nha chỉ môi nắng tùm rung sọc. Not, mà không tạc lấy not đi. Example, dừng mơ. I haven't seen her for a long time. Khi nhóm bàn chụp niêng ở dạ bê chì dù mà hai. He has not drunk beer for 2 weeks. Quát mặt bàn phạc xa beer ở dạ bê bì ở tất hai. I haven't been out during the holiday. Khi nhóm bàn tranh cãi nơi cùng lòng phế vì sao mạng ca như thế. Chẳng mình này khi mà bạn trên cái này cũng không lòng phế vì sao mạng ca. Chẳng còn tại ưu thị hóa bằng 2 tí tùm rung bạc để xa khóc tay tùm rung sọc nọt tập bọn nọc. Hồi kể sạc tùm tí bấy phá tí xí phô là bà. Nhưng nì dưới khí là khăn cồng. Được khu nâng pháp là biếp phá tí xí phô là nâng trời thua giang bệnh là khăn cồng. Let's start interrogative form. Let's start interrogative form. Ta dương chắc đám nơi tùm rung xóm nua. Mà ai là dương mà đó xung tùm rung xóm nua rồi bao dương trong mọi tí bấy. Còn ta dương trở lọc has rồi có have mà màu mục bột chư môi nâng subject bột chư môi nâng been adjective rồi có preposition. Participle kiriya sắp tung tì bày. Example, nhìn xua thả. How long have you been here? Ta này ai nơi tì ní ở dạ bê bồn màn hai. Cái trong xua ở dạ bê bồn màn là dương nơi tì ní. How long have you known her? Nè, nít chứ hai kia sạc tung đi bay nấu nâng nát.
No, you known. How long have you known her? Ta nè ai score nia nâng ọt là dạ bê bồn màn hai. Kì chăng xua một bì bê bởi lìa để dạng score nia nâng dạ bê bà. Has she gone out with Jay? Ta niên chanh tờ krai chìa mùi nâng chê rư. Mà chê chìa chmu mù nụ. Đấy chứ nè. Dương con tay trở lọc clear xùm nua bà nít xua ra. Hai bịa xùm nua. Nơi khăn nông phát ở speech bà dương dương miền nai nụ. Dương tay tay đặt nơi kháng mục nơi bê. Na dương thơ chì clear xùm nua. Chìa mắn prap. Hai cái bịa xùm nua bì miền nai. Mà dương phải chìa riêng tốt đọc lại nâng nếm mơ tờ giang. Dương nâng riêng phát ở speech dương một to tiết. Phát ở speech dương tự mà riêng đó nào nào một tôn chọp ấy. Nào một tùm đó nào bẻ hụt vào chân ạ tê. À lời đi tùm rung xùm núa. Còn tay dương thôi bạc tạm rụp bổng môn phần ức tê. Let's start negative interrogative form. Let's start negative interrogative form. À lời dương chạp đá em nơi xâm nua bạc đề xài bà tùm rung xâm nua bạc đề xài tùm rung xâm nua bạc đề xài ní cứ dân miên rụp của môn heaven hasn't bà bốc nó mùi bạc thiên bà bốc tà lọc mong bốc bốc chì mùi bạc thiên bốc chì mùi bín bốc chì mùi additive rư có preposition bà hai nắng rư có participle. Bà sân là dân bốc cho mỗi biến khăn cơ ní cứ chỉ additive rứ có preposition. Ní kê sắc tung tí tí bầy là rụt môn. Hai ai thơ bán bạc đi đài dân bà has rứ có have bốc nâng subject bốc nâng not mà bốc nâng biến bốc additive rứ có preposition rứ có bốc nâng participle bà pp ní cứ participle. Hai xin nhà xua xâm nua bạc đề xa ní tùm rung xâm nua bạc đề xa ní kê bùm sơ bà tê xâm nua ní cứ kê con tài xua bằng chạc dương tư hò như mở A. Hasn't he played tennis? Hasn't he played tennis? À, ta quát mần lên say đi mà tennis phải say chầm láo cứ dậy mình mà nâu thì xong nua đi con tại cái xua bệnh trẻ thì nhẹ đại xua nó cứ đăng rồi thứ hai nè nâng hai còn ọt lê nhỉ yes he has rứ có dân chơi là yes he hasn't nâng hai có ọt đi dân ọt chơi nâu thì nè xong nua bạn để say đi cứ nhẹ đại xua cứ con đại xua bằng chẹt xua confirm bằng chẹt cái đăng tham ở nơi nâng đặt lên tennis đây lên bàn toàn đi của lên sẽ chúng ta sport đấy chúng ta con từ cái xua bằng chẹt hay xua bằng chẹt mà được chứ đấy chầm lão cứ trời tái yes ok khi nhóm bạn vừa rồi pi cao môn môn mà hai em pi tùm rúng tùm rúng bạn để sáng đi. Hello, ni. Dương chụp khuyên nơi vẹt, cởi tiệt. See you the next part.